Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là âu thuyền và cảng cá lớn nhất miền Trung, hoạt động bốc xếp, vận chuyển, buôn bán hải sản với sự tham gia của hàng nghìn ngư dân và tiểu thương mỗi ngày. Nhằm đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch tại đây, suốt đêm qua, lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 trên diện rộng cho toàn bộ người dân hoạt động tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Do việc cập tàu của ngư dân và hoạt động bốc xếp, buôn bán của tiểu thương tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang diễn ra chủ yếu từ 23 giờ đêm đến 4-5 giờ sáng hôm sau. Bởi vậy, để thuận tiện cho việc tập hợp người dân, bắt đầu từ 22 giờ đêm, hơn 40 nhân viên y tế của quận Sơn Trà đã chia ca tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Từ 22 giờ đến 0 giờ thì chúng tôi sẽ lấy khoảng 300 mẫu xét nghiệm. Từ 12 giờ trở về 3 giờ sáng chúng tôi sẽ lấy thêm 800 ca nữa. Từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng chúng tôi sẽ lấy thêm 1.500 ca nữa. Tổng cộng là 2.600 ca nhằm rà soát phát hiện những ca lây nhiễm cao trong cộng đồng. Cảm thấy là nói chung là an tâm, là sức khỏe cho mình và cả gia đình mình nữa. Cảm thấy yên tâm hơn, chắc chắn hơn các bạn thân mến và gia đình và cộng đồng. Nhằm đảm bảo an toàn cho việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho gần 3.000 người, Ban Quản lý Cảng Cá và Âu Thuyền Thọ Quang cùng với các lực lượng chức năng đã bố trí xét nghiệm theo nhóm, đảm bảo yêu cầu giãn cách. Trước đó, nhiều biện pháp phòng chống dịch cũng đã được triển khai tại đây. Đưa ra nhiều cái biện pháp để quản lý. Thứ nhất là trong đó là việc tuyên truyền, nhắc nhở, khuyến cáo bà con thường xuyên phải đeo khẩu trang, mà rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách khi vào hoạt động chợ. Những người nào không đeo khẩu trang và không thực hiện nghiêm các quy định thì chúng tôi không cho vào cảng. Cái thứ hai là về quản lý kiểm soát người vào cảng thì chúng tôi cấp phát thẻ. Thẻ này đó là có thông tin cá nhân của từng người vào cảng. Những người nào mà có thẻ mới được cho vào cảng. Và những người nào mà không có thẻ và không có cái nhiệm vụ hay cái mục đích lý do chính đáng để vào cảng cá Thọ Quang thì không được vào cảng. Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Trên địa bàn phường đã phát hiện 12 ca nhiễm COVID-19, 115 trường hợp F1, 283 trường hợp F2. Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cũng như siết chặt những biện pháp phòng chống dịch tại đây là vấn đề cấp thiết.